Ok, để mà các bạn nhận được cái bộ trang phục của Alice Dạ Hội hoàn toàn miễn phí thì các bạn cần phải tham gia sự kiện tháng 5 huy hoàng của Liên Quân nha. Ở đây thì mình sẽ để lại cái link trang web để các bạn có thể tham khảo. Và cách thức nhận bộ trang phục này cũng vô cùng đơn giản thôi mọi người ạ. Các bạn có thể nhìn thấy là nó có mốc quà ở đây này. Mốc thứ 3 nhận được một hòm quà này. Đấy, mốc thứ 6 này, mốc thứ 8, mốc thứ 10 và mốc thứ 12 thì các bạn sẽ nhận được Alice Dạ Hội nha. Về thể lệ thì người chơi cần kiểm tra túi đồ, các bạn cần phải xem là túi đồ của các bạn, nếu các bạn túi đồ của các bạn là nó bị đầy rồi các bạn hãy xóa đi để nhận được ảnh. Thời gian diễn ra sự kiện đây từ 24 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 5. Hoàn thành nhiệm vụ để nhận được lượt mở ảnh, đăng nhập nhận một lượt mở khóa hình ảnh, giới hạn một lần mỗi ngày, chơi một trận 5v5 để nhận một lượt một lần mở khóa nhá. Chơi hai trận 5v5 để nhận được một lần mở khóa hình ảnh, chia sẻ hình ảnh nhận hai lượt mở khóa hình ảnh. Có 12 hình ảnh được chia sẻ thành 3 chương. Hình ảnh chương 1 sẽ được phát hành từ 24 tháng 4. Và hình ảnh chương 2 sẽ được phát hành từ ngày 30 tháng 4. Và hình ảnh chương 3 sẽ được phát hành vào từ ngày 5 tháng 5 nha mọi người nha. Đó, ở đây thì nhiệm vụ nhận ảnh thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào game mỗi ngày thì các bạn sẽ có một lượt mở. Đây, các bạn phải vào game nha. Chơi một trận 5 thì các bạn cũng chơi phải chơi trong game. Chơi hai trận 5v5 thì các bạn phải chơi nhá. Chia sẻ ảnh thì các bạn cũng nhận trong game. Ok, mọi người nói chung là các bạn chỉ cần vào game thôi. Và phần sự kiện là sau đó là các bạn có thể là tham gia sự kiện nhận cái bộ trang phục Alice Dạ Hội. Ok, các bạn tiến hành đăng nhập vào game giúp mình. Và sau đó là đập thẳng vào mắt, đó là sự kiện tháng 5 huy hoàng. Mở 12 ảnh nhận Alice Dạ Hội. Ở đây thì nhận thêm lượt lần mở đây. Mình sẽ tiến hành nhận nha. Đấy, các bạn chỉ cần làm nhiệm vụ thôi. Đăng nhập mỗi ngày, số trận đấu các kiểu. Số trận đấu 5v5. Rồi. Và các bạn có thể chia sẻ ảnh nha. Chia sẻ ảnh một cách cực kỳ đơn giản. Ở đây là nhận mảnh ghép này. Mình chỉ xem cơ hội mở. Rồi, mở tiếp. Đấy. Cực kỳ đơn giản đó mọi người ạ. Mở khóa ảnh. Hết rồi. Nếu mà các bạn thiếu ảnh nào thì các bạn chỉ cần ấn ảnh đấy và sau đó là mọi người chia sẻ ảnh nhá. Sau khi chia sẻ thì mọi người copy link giúp mình, copy cái link chia sẻ này và up lên Facebook là ok ngay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn bộ trang phục cực kỳ đẹp của cô nàng Alice mang tên Alice Dạ Hội. Và bộ trang phục này cũng chuẩn bị trở thành trang phục quốc dân, nhà nhà sở hữu, người người sở hữu. Chúng ta sẽ cùng điểm qua về cái ngoại hình của bộ trang phục này nha. Với ngoại hình thì các bạn có thể nhìn thấy là Alice cao 1m7. Rất là dễ thương, chân ngắn đáng yêu, chân ngắn dễ thương. Nhưng mà dễ thương như thế này, đáng yêu như thế này, lại bị cắm hai cái sừng siêu to ở trên đầu thế này thì hơi bị buồn các bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ cùng vào một trận đấu để test cái bộ trang phục này nha. Ngày tháng trôi qua thật dài, anh vẫn mong em trở lại. Và dường như trong tâm trí anh em vẫn luôn tồn tại. Đến khi anh nhắm mắt.
mát lạnh, chuyện tình mình đã phôi phai. Let's go, chúng ta sẽ cùng test bộ trang phục mới nhất của cô nàng Alice. Và cũng như là trong video clip này thì mình sẽ cho mọi người xem qua định nghĩa của vị tướng trợ thủ, định nghĩa của vai trò trợ thủ có tâm là như thế nào, nó đóng góp một cái phần quan trọng ra sao. Đấy, mình sẽ đi cùng với Van Hên và sát cánh bên nhau, không rời nửa bước. Tình anh em gắn kết theo kiểu keo sơn một nhà. Lần này thì Dương Linh ơi, Dương Linh cấu được nửa cây máu rồi, có Natalia tới nhá. Thế nên là bây giờ cố gắng đẩy lính thật là nhanh, và sau đó phối hợp cùng với đồng đội, chúng ta sẽ chuẩn bị. Ô, có bò đấy. Bò à? Bò là Nhung à? Sao toàn con gái thế này? Nhung nè. Ôi trời đất ơi, thế là mạng chiến công đầu cho xạ thủ rồi. Đánh trợ thủ thì cái điều quan trọng nhất đó là hạn chế ăn mạng và hạn chế feed mạng. Cố gắng hỗ trợ càng nhiều mạng càng tốt. Bây giờ là băng trụ luôn nha, mình có cấp cứu ở đây. Và tiếp tục là một mạng nữa cho Van Hên. Ơ đánh được ai? Quất được luôn, ui đông lắm. Thôi. May quá là xạ thủ thì mình chạy được rồi. Yên tâm là mình sẽ không bỏ bạn đâu. Đó, thế là lui về thành công nha. Van Hên về rồi, để mình bơ vơ ở đây. Nhưng mà không sao, mình có Ngộ Không. Ngộ Không đang nhìn Nhung, Ngộ Không đang ngắm bò. Quý, dừng tim bạn nè. Dừng tim bạn, trời ơi mình choáng mù mắt quá. Không sao, cố gắng bắt dừng tim bạn thôi. Ui nó bắt bướm ghê quá, nó bắt bướm này. Ngang hà bưởi. Thôi té đây. Hỗ trợ thế là đủ rồi. Team ăn 3 mạng mà mình cũng đã hỗ trợ được 3. Mọi người có thể quan sát được cái bộ trang phục của Alice Dạ Hội là bộ trang phục không thay đổi hiệu kỹ năng. Ở hiện tại thì chúng ta đã có quá là nhiều trang phục Dạ Hội rồi. Mình nhớ không nhầm, để mà nói thì thật ra đấy, chúng ta có 5 bộ trang phục Dạ Hội thì phải. Mình sẽ cố gắng lập team Dạ Hội nha mọi người nha, để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng được đội hình Dạ Hội đi Dạ Hội như thế nào. Để mà nói về cái ngoại hình bộ trang phục này trong trận đấu thì các bạn có thể nhìn thấy là chiếc váy của Alice ăn mặc rất là sặc sỡ, rất là màu mè. Đó, đi Dạ Hội kiểu rất là nhã nhặn, chứ không thể xồm xàm được. Lịch sự, nhã nhặn mà không kém đi cái phần đó là dễ thương. Nào, choáng được luôn. Trời ơi, Natalia tới muộn quá này. Trận này có Linh và Nhung đi với nhau thế này, đánh cả bò, nhưng mà bò nó trâu quá. Sai lầm, không biết là mình có nên là băng trụ để giết bò không. Thường thường băng trụ giết bò là hơi sai nên thôi không lựa chọn cách này. Nhưng mà nếu mà để ra băng trụ giết Quyền Vương thì còn được. Mình có cấp cứu ở đây. Quyền Vương định mom em chơi xạ thủ tí mình đấy. Đúng rồi, em có cấp cứu, anh định làm cái gì ạ? Anh định làm cái trò gì đây? Trời ơi, nó có xíu máu tôi đây này. Úi giời, không giết được các bạn ạ. Phí thế. Không sao, giết tạm bò cũng được. Nhung chết. Nhung muốn hy sinh nè, có lệnh bài rồi nhá. Bằng này máu mình nghĩ là phối hợp cùng với xạ thủ chắc là vẫn giết được giết được xeo nét đấy. Thế này, vào đây. Mình làm tráng chưa ạ? Tráng đẹp nhá. Choáng một cái. Rồi, băng trụ luôn, mình có lệnh bài mà. Trời ơi, tim bạn cứ lên là chết thôi. Đấy, đây là định nghĩa của trợ thủ của tâm đấy mọi người ạ. Và có tâm hơn nữa thì để mình tanh trụ cho. Mình tanh trụ cho để cho xạ thủ đằng sau bắn nha. Trụ bắn mình rồi. Đó, trụ bắn mình rồi. Nhưng mà hơi sai sai. Thôi chết rồi. Hơi sai rồi. Trời ơi, bình tĩnh anh ơi. Em lách làm cái gì? A hi hi đờ ngốc. Ui, lữ bố. Ôi giời, nó tơi. Tơi xong. Đùa người ta đi Dạ Hội thôi mà không cho à. Sai lầm là vừa xong là mình với xạ thủ team mình húng quá băng trụ, thế bị team bạn úp xoạt. Và mọi người nên nhớ ấy, cái vai trò trợ thủ và vị trí trợ thủ này này, từ để mình ra mình hỗ trợ cho Ngộ Không người đã. Bây giờ là cứ thả câm lặng thẳng vào, làm tráng. Van Hên ở đằng sau rồi. Van Hên ơi, đúng rồi, chạy được đi đâu nữa Elendo. Chết nốt rồi. Này, bây giờ chúng ta dình được, bắt được Teo Nát này. Teo Nát mới level 4 lại auto bị ăn choáng nữa thì thệt chạy. Rồi, tiếp tục, đấy, thế là siêu việt cho Van Hên rồi nha. Mình hỗ trợ 9 rồi đó. Nhưng mà người biết thì vào trong trận đấu thì dừng cứ để tôi lo. Tranh dừng tạo AFK. Rồi xin mid.
xin AD các kiểu là điểu. Thật sự là đánh đến trăm trận thì cũng chả bao giờ nhận được một cái câu chat là xin trợ thủ. Không không cho thì ta AFK. Cố lên AD, mình hỗ trợ bạn nhiệt tình cho. Và nên trận này ném như kiểu hack thế này sao chơi. Thế nên là vừa sau mình cũng đã cái phần loát trận, à đâu mình lỗi, cái phần cấm chọn ấy, mình cũng đã thử chat là xin trợ thủ, à xin support, không cho thì liệu hồn. Thế là ai ngờ tưởng được đồng đội khen, ai ngờ đồng đội chửi sấp mặt, chửi theo kiểu là chả ai thèm tranh của mày đâu, mày cứ pick support thoải mái đi, trời ơi đau lòng. Các bạn cứ thử chơi trợ thủ hoặc là các bạn cứ thử chat như vậy xem. Nào bắt lưu bố nha. Bây giờ mình chỉ cần đi theo AD, mình chặn đầu chặn đít lại. Sau đó là kích quạt chiêu cuối thẳng chỗ này, làm câm lặng nó và nó, ôi dồi ôi, đặt chiêu cuối đẹp quá. Đặt chiêu cuối hình tròn thì mất một nứa vào tường rồi. Tiếp tục nha, cứ đi theo xạ thủ thôi. Đâm thẳng xuyên thủng. Ai có quyền vương này, mình làm choáng cho. Ấy à, mù mắt, không sao, mình có lệnh bài mà. Nguyên vương nó dám băng, nó dám, ui, máu thế bạn ơi, em có lệnh bài đây. Trời ơi, anh lại muốn chết rồi. Rồi, chuyển tiếp thôi. Đợi lính lên là ép luôn nha. Ép luôn một đường lính xung cấp cũng được. Tim bạn không dám, à không, à, có teo nát này. Vanessa nhìn. Đây đây, ra chỗ này, mình làm choáng ha. Choáng được rồi, thịt luôn. Linh nè, linh tinh. Tiếp tục trở lại cái khu vực bây giờ có lữ bố chạy mất dép rồi. Lính tràn lên nó nhá, ăn nốt cái con bùa xanh đi trời ơi. Sau đó là đẩy lính cao lên là ép đường luôn. Team này kiểu như là ba bạn kia đánh không để ý team mình, à không để ý mình với Van Hên luôn ấy. Giờ là ép thôi. Đấy, lúc nào cũng phải là sát cánh bên nhau nhá. Chúng ta cố gắng phải đoàn kết lại. Đoàn kết là có tất cả. Nhưng mà nhiều người kêu là đoàn kết là chết hết thì mình chịu luôn. băng trụ luôn. Tầm này mình sẽ tanh trụ cho Vanen. Vanen cứ ở đằng sau đây. Mình sẽ chịu đam của trụ cho. Mình có cái lệnh bài đây mà. Đó. Trời ơi, có ai có tâm như mình không? Đâm thẳng xuyên tủng. Có cấp cứu đây, thằng nào dám ngang hả? Mỗi tôi hết lính rồi. Trụ đường giữa này. Ra trụ đường giữa được. Ép cứ lấy trụ thôi. Team bạn bây giờ đang bị lép vế rồi. Tiếp tục. Một đường linh siêu cấp ở đây, thịt bò cũng được. Bò bò trụ. Ép luôn đi, mình cứ thả. Gọi là khi mà mình có chiêu cuối thì nó khó chịu lắm các bạn ơi. Alice là chùm siêu siêu khó chịu. Chiêu cuối câm lặng và làm chậm. Đó, chết. Thôi. Thế này là ổn rồi, bây giờ mình phải về đã nhá. Yêu máu thì nên về thôi. Phải quên dần những thói quen. Và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em. Để rồi họ thay thế anh. Nói qua về build đồ cho Alice nha. Thật ra thì Alice là vị tướng bây giờ bị cấm rất là nhiều trong đấu danh. May mắn là trong trận đấu này mình được chơi. Chứ còn anh em ở danh cấm chọn cũng cấm Alice rất là nhiều. Nếu các bạn có cơ hội chơi thì các bạn có thể áp dụng trang bị. Ví dụ như trong trận đấu này thì mình lên lệnh bài phong thần. Tiếp theo là giày kiên cường. Sau đó là trợ băng làm chậm đối phương. Tại vì team bạn có lưu bố, thế nên là nếu mà có điều kiện thì mình sẽ lên đó là sách truy hồn nha. Tiếp theo là giáp tống khổ và trang bị cuối cùng đó là huân chương choi, kháng phép và lấy một chút giảm thời gian hồi chiêu. Đấy, đấy là build đồ các bạn có thể áp dụng đối với Alice. Đó, bây giờ tôi ép trụ đường giữa thôi. Chứ bây giờ team bạn bây giờ cứ đẩy lính lên là team bạn lại thủ rồi. Nào để mình làm choáng cho. Và nên cứ đằng sau mình làm choáng này. Choáng được rồi. Thịt luôn. Chết. Ôi trời ơi, khó chịu chưa hả trời. Mỗi tội là bây giờ không thể lấy được một đường lính siêu cấp tiếp theo. Ô, tôi kẹt đánh đầu hàng rồi. Ui giời ơi, mới chơi mà chưa được 10 phút luôn ạ. Ok, và video clip của mình đến đây kết thúc rồi. Team bạn nản sớm quá trời. Bye bye tất cả các bạn nha. Bye bye mọi người.